Hôm nay mời các bạn cùng XTV điểm qua các tin tức update. Bình luận viên Hoàng Luân đáp trả fan Canyon khi bị va. Lộ diện hình ảnh đầu tiên đấu trường chân lý mùa 12. Giải cỏ châu Á thi đấu 4v5. Bình luận viên Hoàng Luân liên tiếp đáp trả sau khi bị fan Canyon yêu cầu xin lỗi. Hoàng Luân mới đây bị réo tên bởi một fan ẩn danh của tuyển thủ Canyon. Người này bày tỏ bức xúc trước màn bình luận của anh trong trận Genji Top Esports ở Esports World Cup vừa qua. Cụ thể, trong ván 2 của BL3 nói trên, Genji lâm vào cảnh vô cùng khó khăn khi bị Top Esports dẫn trước khá xa và khả năng thất bại cao. Từ đó, Hoàng Luân nhận định Canyon là rừng câm vì không có tác động gì nhiều. Tất nhiên, biệt danh không mấy dễ chịu đó của Canyon xuất phát từ việc tuyển thủ này ít giao tiếp khi thi đấu so với nhiều người khác. Nhưng trong tình huống đấy, thì bình luận viên chỉ muốn châm chọc cho riêng ván thua này mà thôi. Ở tại MSI vừa rồi thì trong những tình huống ngặt nghèo nhất, Genji đã có được một Canyon lên tiếng. Nhưng giờ đây khi Canyon đang thực sự nói này cũng bị vào rừng câm, mít không thắng đường được. Tuy nhiên, fan Canyon không nghĩ thế và lập tức va ngay, cho rằng Hoàng Luân có thái độ thiếu chuyên nghiệp khi châm chọc tuyển thủ. Đồng thời, thông qua trang Confession ẩn danh, fan này muốn Pelu phải xin lỗi công khai. Không lâu sau khi bị nhắc tên, Hoàng Luân đã xuất hiện và tiếp tục có màn đáp trả vô cùng xéo sắt. Lu xin lỗi, ván đó nó nhân tướng hợp nhất với Lee Sin, bị không thấy đường. Đã quá quen với những tình huống thế này, bình luận viên kỳ cựu của Liên minh Việt không ngại đáp trả. Anh cho rằng mà bình luận của mình khá bình thường và câu nói đó chẳng có gì quá đáng để làm to chuyện. Tiếp đó, Hoàng Luân cũng có vài màn cà khịa liên quan đến vụ việc, trong khi fan ẩn danh nói trên không có động thái gì thêm. Trên trang cá nhân của Hoàng Luân, nhiều người tỏ ra đồng tình. Thậm chí, fan Genji hay fan của riêng Canyon cho biết không thấy khó chịu với màn bình luận, ngược lại thấy bị vạ lây và hành động của fan ẩn danh kia sẽ tiếp tục khiến Canyon bị chỉ trích. DonB trở lại LPL, được treo băng rôn chào đón nồng nhiệt. DonB chính thức tái xuất LPL trong vai trò mới. Cựu vương thế giới sẽ gia nhập Ultra Prime với vai trò cố vấn ban huấn luyện. Điều này được người đi rừng hacker nhắc tới trong stream gần đây. DonB nhận thấy cách vận hành của Ultra Prime có vấn đề nên muốn giúp bằng cách tham gia ban huấn luyện. Tất nhiên, DonB sẽ không thay thế huấn luyện viên trưởng mà chỉ đảm nhận vai trò quan trọng trong đội ngũ, từ đó đưa ra ý kiến trong việc phối hợp đội hình, tìm ra chất tướng phù hợp cho từng cá nhân của Ultra Prime. Thời gian qua, DonB cũng có giai đoạn làm huấn luyện viên ở giải đấu dành cho streamer LPL hay mới đây là Cúp Người Già. Một nhân viên của Ultra Prime vừa đăng ảnh băng rôn chào đón DonB, trong đó có nội dung Ultra Prime rất nhớ người anh em DonB, qua đó cho thấy đội rất vui trước sự gia nhập của nhân vật đặc biệt này. Hiện Ultra Prime đang thi đấu ở nhóm Niết Bàn, nhóm dưới, giai đoạn 2 LPL hè 2024. Trong trận mở màn, Ultra Prime vừa thua Invictus Gaming 2 trắng. Với 6 trận còn lại, nhiệm vụ của DonB là giúp đội có thật nhiều chiến thắng, qua đó có mặt trong top 4 để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất playoff. Ấn định thời điểm ra mắt skin vô địch của T1. Liên minh 14.16 sẽ là thời điểm bộ skin vô địch thế giới 2023 của T1 ra mắt chính thức. Theo tin rò rỉ, kế hoạch giới thiệu đã được Riot xác định sau thời gian dài trì hoãn. Theo đó, 14 tháng 8 là ngày mà bản 14.16 cập nhật. Tuy nhiên, các skin T1 2023 sẽ sớm có mặt trên máy chủ thử nghiệm BB từ ngày 31 tháng 7. Và trước đó ít ngày, cộng đồng có thể sẽ được chứng kiến những hình ảnh đầu tiên của bộ skin đáng mong chờ này. Thông thường, các skin vinh danh nhà vô địch thế giới sẽ ra mắt vào giữa năm, thường là tháng 5. Tuy nhiên, skin T1 bị trì hoãn hơn 2 tháng. Điều này được cho là do sự kiện đại sảnh huyền thoại Faker. Thực tế, skin T1 2023 đã được thiết kế xong từ trước và đã cho các tuyển thủ xem. Đầu tháng 6 vừa qua, Kumayushi đã có tiết lộ đáng chú ý về skin T1 Jinx của mình.
anh đã được xem bản hoàn chỉnh và tỏ ra vô cùng thích thú. Skin Jing rất là đẹp luôn, đặc biệt khi biến về còn có sự xuất hiện của Dugi, chó cưng của Guma nên rất đáng yêu. Màu sắc cũng ổn, tất nhiên phải theo màu chủ đạo của toàn đội, dù vậy tôi cũng cố gắng thêm vào màu sắc yêu thích của bản thân. Hiện tôi mới chỉ thấy skin trong game thôi nên cũng đang khá nôn nóng chờ ảnh nền nữa. Trong khi đó, người đánh cặp với Guma là Keria cũng chia sẻ skin Chiwan Bat rất bắt mắt, thậm chí xứng đáng với giá tiền cao hơn. Riot cho phép một giải thi đấu 4v5, xứng danh giải cỏ châu Á. Để đảm bảo tính công bằng, Riot vẫn thường nỗ lực hết sức để các trận đấu diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ nhất, thậm chí sẵn sàng hủy lịch đấu và tổ chức đấu lại nếu có sự cố bất khả kháng. Nhưng mới đây, cộng đồng quốc tế được dịp bật cười trước tình huống mà LCO bị coi là giải cỏ tại châu Á. Chi tiết hơn về tình huống này, trong trận cuối cùng của Mammoth và Furry Global tại LCO 2024 giai đoạn 2, hai đội đã có kết quả hòa 1-1 trong cặp BO2. Nhưng thay vì thi đấu một cách suôn sẻ, Mammoth đã phải 4v5 trong ván 2 với sự vắng mặt của xạ thủ. Ban tổ chức cho biết, xạ thủ Guncrab đã không thể kết nối lại vì vấn đề kỹ thuật. Và sau khoảng 40 phút tạm dừng, ban tổ chức cùng Riot đã quyết định cho tiếp tục trận đấu mà không có sự góp mặt của xạ thủ phía Mammoth. Và dĩ nhiên, không giống các trận đấu phi thường trong rank hay normal, Mammoth đã không thể tạo ra bất cứ phép màu nào trong thế 4v5. Kết quả, đội đã để thua chỉ sau 13 phút 22 giây. Đây được coi là ván đấu ngắn nhất trong lịch sử LCO. Riot xóa bỏ meta Tristana và Corki, tiện tay sửa luôn dịch chuyển trong bản 14.14. Cách đây ít ngày, Riot cho biết meta hai xạ thủ Tristana và Corki đứng giữa đang ảnh hưởng không mấy tích cực đến trải nghiệm người chơi. Nhưng nguyên nhân chính nằm ở việc vị trí đi rừng xuất hiện nhiều con bài pháp sư quá mạnh theo kế hoạch của công ty này. Thế nên, trong lúc không thể chỉnh sửa các pháp sư đi rừng, Riot đã giảm luôn sức mạnh hai xạ thủ đang phổ biến ở đường giữa. Trưởng nhóm cân bằng Riot Frogzone cho biết, Tristana sẽ bị giảm mạnh sức đẩy trụ ở đầu trận, còn Corki, phi công bị giảm khả năng thăng tiến sức mạnh để đẩy hắn xuống đường dưới, cùng với đó là một đợt nớt toàn diện. Ngoài ra, meta xạ thủ đường giữa cũng bị ảnh hưởng thông qua việc giảm sức mạnh ngọc bước chân thần tốc và hấp thụ sinh mệnh. Hai thứ cung cấp khả năng hồi phục mạnh mẽ và chết hit cho xạ thủ trong khâu đi đường. Với chỉnh sửa này, các xạ thủ sẽ sớm biến mất khỏi đường giữa và các tướng khác sẽ xuất hiện trở lại, giúp meta đa dạng hơn. Ngoài ra, Frogzone cũng cho biết sẽ sửa phép bổ trợ dịch chuyển vì nó đang khiến Riot không hài lòng. Dẫu vậy, thay đổi cụ thể chưa được thông báo, nhưng khả năng cao nó sẽ bị sửa hồi chiêu ở đầu trận. Sau cùng, Riot cho biết sẽ đưa ra một số chỉnh sửa với các mẫu giày phòng thủ vì chúng đang quá mạnh so với các loại thiên hướng đa dụng hay tấn công. Sau đó, nhóm giày phòng thủ sẽ bị giảm sức mạnh hoặc tăng giá trong thời gian tới. Đấu trường chân lý mùa 12 lộ diện hình ảnh đầu tiên. Các thông tin về mùa giải tiếp theo của đấu trường chân lý đã và đang được cộng đồng trong và ngoài nước bàn tán sôi nổi. Mới đây, khi mà chung kết thế giới đấu trường chân lý sắp khởi tranh để đánh dấu sự kết thúc của mùa 11 sau 4 tháng tồn tại, thì Riot cũng chính thức công bố tên gọi và key art của mùa 12. Magic and Mayhem, đại chiến phép thuật. Trước đó, Riot chỉ đơn giản thả thính, ma thuật, hỗn loạn và những chú ong. Và nó cũng được thể hiện phần nào trong key art. Có vẻ, dòng skin ong mật và các tướng trong đó sẽ là một tộc hệ quan trọng của mùa này. Ở ảnh chủ đề thì các tướng ong mật xuất hiện sẽ là Nunu và một tướng khá lạ mắt ở góc phải trên cùng. Có lẽ đây sẽ là tướng độc quyền giống Kobuko và Alun chăng? Dòng skin phù thủy cũng có một đại diện là Morgana. Trong khi Priya là một trong các tướng mới nhất của Liên minh cũng có một slot ở mùa 12. Có lẽ cô nàng sẽ đại diện cho hỗn loạn trong tựa đề của mùa mới. Kế bên, ta thấy Huy sẽ quay lại, chỉ là chưa biết hắn có giữ được khả năng vẽ tướng bá đạo không? Đây mới là teaser mùa 12 thôi, vậy nên đừng bỏ lỡ buổi ra mắt ngày 14 tháng 7, ngay sau khi chung kết thế giới vương miện chiến thuật bắt đầu lúc 4 giờ sáng, để có cái nhìn chi tiết đầu tiên nhé. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!